Rồi, SQLite nè. Buổi hôm nay tôi sẽ giới thiệu SQLite nè. Thì SQLite nó là phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu. À, tuy nhiên, nhưng nó không giống với các cơ sở dữ liệu khác. Nó không có máy chủ riêng. Đúng không ạ? À, điểm đặc điểm thì nó gọn nhẹ, nó chỉ có một cái file thôi các bạn nhá. Một file duy nhất thôi, không cần cài đặt, không cần cấu hình. À, dữ liệu database lưu vào một cái file duy nhất, không có cái phân quyền. Tức là tóm lại là nó không có một cái hệ quản trị nào cả ha. Đấy, nó không yêu cầu tiến trình một cái server để các bạn xử lý riêng cho nó. À, không cần cấu hình, không cần cài đặt luôn. Nó có thể là một cái SQLite database đầy đủ lưu trữ trong một cái file đơn được. SQLite thì nó gọn, nhỏ gọn thôi, nhỏ hơn 400k đã được cấu hình đầy đủ rồi. À, SQLite thì là từ chứa và không phụ thuộc vào bất kỳ anh nào hết. Nó có các giao dịch, các transaction, tức là xem thêm sửa xóa như các cái cơ sở dữ liệu khác. Hỗ trợ hầu hết các tính năng của ngôn ngữ truy vấn. À, tức là insert, delete, update đủ hết. Rồi, thì cái này là nó lưu trữ vào SQLite database. Nó có một cái file để lưu trữ, gọi là storage class. Kiểu dữ liệu của nó thì có những kiểu dữ liệu này các bạn. Kiểu null, kiểu integer, kiểu real, kiểu text, kiểu blob, tức là kiểu dữ liệu lớn á, đúng không? Đấy. Kiểu dữ liệu boolean thì nó ở rằng 0, 0 thì nó thay cho false và 1 cho true. Kiểu date time của SQLite á thì nó không có lớp lưu trữ riêng, nhưng mà có thể lưu trữ date time dưới dạng các giá trị text hoặc real hoặc là integer. Thì cái text thì nó ở dạng là year year month month day. Còn real thì nó lưu trữ ở dạng là cái nó tính ngay từ cái thế kỷ trước công nguyên đó. Còn integer thì nó lưu trữ là bắt đầu nó tính theo giây, nó tính tổng số giây bắt đầu kể từ ngày 1 tháng 1 năm 1970. Đó. Ok, thông thường người ta lưu trữ dạng text đi các bạn nhé. Dạng text thì các bạn dễ xử lý hơn. Dạng yeah yeah, man man, đây. Rồi, bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cái tạo database. Thì trong SQLite có hai cái class hỗ trợ đơn giản. Đó là SQLite Database và SQLite DB, Open Helper. Có hai cái class này, chúng ta sẽ làm việc xuyên suốt về hai class này. Ok, tôi sẽ hỗ trợ các bạn nhé. Rồi, trong SQLite Open Helper thì nó sẽ có hàm on create, on upgrade và on open. Thì chủ yếu là ta dùng on create thôi ha. Rồi bắt đầu tôi sẽ làm tuần từ từng cái một nhé các bạn. Đây. Chưa kể nè, để các bạn tạo cái SQLite á, các bạn có hai cách để tạo. Có hai cách để tạo file SQLite. Đó, cách một đó là các bạn download cái SQLite Expert về để các bạn cài đặt lên. Hai là các bạn là tạo trực tiếp trong cái project Android. Đấy chưa? Đấy, tôi sẽ hướng dẫn các bạn tạo trực tiếp trong project Android. Còn download SQL Expert nè, các bạn vào cái trang này SQLite Expert. Cái này các bạn cần phải cài. Bởi vì sao? Bởi vì là sau này ấy là các bạn sẽ cần phải test dữ liệu, kiểm tra dữ liệu có chưa, thì các bạn phải mở trong này để kiểm tra. Cho nên phải download anh này về. Các bạn search cái expert.com download nè. Nó có hai version, version professional thì các bạn là bản này phải trả tiền. Còn bản mà chúng ta dùng á là bản personal. Các bạn download cái bản 64 bit nếu các bạn win cài win 64. Đây, cô download về đây rồi. Cô sẽ cài thử các bạn coi ha. Cô cài nè. Đấy, cài đặt bình thường ha.
giống như các cái này cái tool để hỗ trợ các bạn thôi. Next, đây next next, ok next 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 thôi, không cần phải suy nghĩ gì hết trơn đó. Cài nó nhanh lắm, nó nhẹ có mấy chục mê à, 30 mê. Rồi finish nào, launcher nào. Đấy, à, buổi sau cô sẽ hướng dẫn các bạn làm sao để coi dữ liệu thông qua anh này nhá. Đấy, con buổi hôm nay là con cô chỉ hướng dẫn tạo database thôi. Các bạn lấy được dữ liệu database đấy. Đấy là cái tool để các bạn mở dữ liệu ra nè. Các bạn có thể tạo mới được database luôn. À nhưng mà thôi, cô sẽ không mở, không tạo cái này ha. New database được luôn. Đó, nhưng mà không làm. Rồi ok, bây giờ cô đóng anh lại lại nè. Đấy, các bạn về đáo về cài cho cô ha, expert cái bản mà personal á. Rồi bây giờ nè, cô sẽ mở cái Android lên, cô sẽ tạo mới từ đầu. Rồi bây giờ ta sẽ tạo nhá, bước 1 nè, bước 1 nè. Đấy, các bạn tạo project Android nè. Đấy, bước 2 nè. À đây, bước 1 các bạn tạo cái project Android trước. Rồi, cô vào file nè. Các bạn làm, các bạn không tạo project thì có thể là làm ở cái app cũ các bạn ha, ở cái ứng dụng cũ các bạn ha. New project nè. Cô tạo riêng để các bạn có thể theo dõi và sau các bạn có thể làm được cái phần assignment luôn ha. Rồi next nè. Các bạn đặt tên các bạn là LT15304SQL Light. Ok, nhấn finish. Đấy, tạo từ đầu nhá. Ok. Đấy, cô sẽ mở cái anh này ăn máy ảo. Mở sẵn cái máy ảo. Ok. Rồi, cô tạo xong nè. Tạo project xong rồi, bước 2 nè. Các bạn nhìn nhá. Cô sẽ phải tạo một cái class là kế thừa anh class SQLite Open Helper này để tôi tạo database nè các bạn. Đây nè. Đấy, kế thừa anh SQLite Open Helper này. Ok, để cô tạo database và tạo table. Rồi bây giờ nhìn cách cô tạo nhá. Đây các bạn nhé, bước 2 nè. Tạo file DB Helper. Cái DB Helper là do cô đặt thôi nhá. Các bạn đặt database cũng được luôn. Kế thừa anh nào? Kế thừa cái anh là SQLite Open Helper. Đó. Mục đích của cái này để làm gì? Mục đích của anh này để tạo cơ sở dữ liệu, tạo bảng và thêm dữ liệu mẫu. Ok, dữ liệu sạch, các dữ liệu mẫu thêm trước để ta làm ấy. Rồi tôi làm nhá. Cô làm thì các bạn ở dưới làm theo luôn nhá. Đó. Đây. À, trước tiên là cô sẽ tạo một cái package, các bạn ở assignment cũng làm giống như cô nè. Trước tiên là các bạn sẽ tạo một cái package. New một cái package đặt tên là database. Rồi ta sẽ tạo một cái file DB Helper trong cái package này. New một cái Java class đặt tên là DB Helper trong cái package này. Rồi sau đó cô sẽ kế thừa anh extend anh là SQLite Open Helper. Thấy chưa? Các bạn sẽ thấy là nó đang lỗi. À các bạn, bởi vì là có một số cái, một số cái là ta nó sẽ phải implement một số cái method bắt buộc phải implement. Thì các bạn để con trỏ ở đây, các bạn nhấn Ctrl Y. Nó sẽ show ra mấy cái method bắt buộc phải implement, ta nhấn ok. Đó, có hai method, đó là method on create và method on upgrade. Upgrade. Em Ctrl Y là từ đầu nó show ra, không cần gõ nha. Gõ nhiều khi nó sai chính tả ha.
Rồi vẫn lỗi nha. Các bạn coi lỗi gì nào. Đơn trỏ vào nào, nó bảo nè. Là there is no default constructor. Thì ở đây có nghĩa là nó phải bắt buộc, phải bắt mình phải khai báo một cái constructor. Đấy, bây giờ tôi khai báo constructor nha. Public DB helper. Đấy. Và nó yêu cầu mình gọi tới cái constructor cha. Constructor cha là super. Super là constructor cha. Bây giờ tao sẽ truyền đổi số cho constructor cha nhá. Thì constructor cha này nó sẽ có mấy đổi số như sau. Một là context, hai là DB name, ba là cái factory và bốn là version. Thì ở đây người ta khai báo, cô không khai báo như này mà cô gõ trực tiếp luôn. À bây giờ nè, cái đầu tiên là context. Bây giờ context cô sẽ giải thích như này nhé các bạn. Đối số đầu tiên nó yêu cầu là phải các bạn phải truyền context vào. Nhưng ở trong Android thì context nó chỉ tồn tại ở trong activity và service thôi. Cái Java này là Java thường. Cái DB helper của tôi là một cái file Java bình thường. Nó không phải activity, cũng không phải là cái service luôn. Đấy. Thành ra là nó không có context. Nó không có context thì ta phải truyền context cho nó nha. Bây giờ tôi truyền context này các bạn nhá. Context. Đấy, context được chưa? Đấy, tôi truyền ở ngoài vào con. Khi nào truyền ở đâu thì ta tính sau. Bây giờ ta truyền ở đây cái đá để tôi có đá. Đúng không ạ? À, tôi để cái context đây. Đối số thứ hai của tôi là tên của cơ sở dữ liệu. Ví dụ tôi để là lt15304.db đi ha. Cô để cố tình để .db sau các bạn gọi về cho nó dễ. Được chưa? Đối số thứ ba là factory, các bạn để là null. Đối số thứ tư version tôi để là số 1. Là xong. Được chưa? Ok chưa? Rồi các bạn cố gắng gõ theo ha. Đó là tôi vừa tạo xong một cái database ha mấy bạn. Các bạn tạo cơ sở dữ liệu luôn nào. Tức là nó vừa gọi cái constructor cha, đồng thời câu lệnh này nó cũng tạo cơ sở dữ liệu cho các bạn luôn. Và tên cơ sở dữ liệu của chúng ta sẽ là lt15304. À, .db là cái đuôi để các bạn gọi cho nó dễ. Ok. Rồi bước thứ hai nhá. Ta sẽ tạo bảng. Tạo bảng ha. Đây. Tạo bảng nào. Đây nè. Bây giờ tạo cái gì bây giờ? Bây giờ các bạn nhìn vào đấy nha. Cô sẽ phân tích một xíu là tạo bảng nè. Muốn tạo bảng gì? Bây giờ tôi sẽ mở cơ sở dữ liệu ra các bạn coi nhá. Mở Semen ra nhá. Các bạn coi là tôi sẽ hướng dẫn dựa theo Semen, cho nên các bạn có thể coi tham khảo Semen ha. Đây. Đây là Semen 1 các bạn. Ở đây nó mấy đối tượng các bạn? Hai đối tượng, đó là lớp và sinh viên. Đúng rồi, có hai đối tượng thôi là lớp sinh viên. Lớp thì gồm mấy trường ạ? Hai trường, đúng rồi. Bây giờ ta phân tích dữ liệu nè. Đây nè, dữ liệu nè. À, tôi có nè, một cái là lớp nè. Có là mã lớp nè. Tên lớp nè. Rồi, cái hai là sinh viên nè. Sinh viên gồm trường gì nha các bạn? Mã sinh viên, tên sinh viên, ngày sinh. À, tôi để cái hình vào nữa cho đẹp nhé. Mã sinh viên, tên sinh viên, ngày sinh, hình. Rồi. Ở đây nó sẽ có một cái trường nữa. Một cái trường nữa các bạn phải có. Ở đây các bạn phân tích nha. Lớp và sinh viên nó là quan hệ. Là quan hệ gì ạ? Một nhiều. Một lớp thì có nhiều sinh viên. Cho nên là trong cái bảng sinh viên này nè, thì ta phải chứa một cái ID. Đó, chứa ID, cái này gọi là mã lớp.
thì mã lớp được gọi là khóa phụ. Ok, cái này là gọi là mã lớp. Nó phải thêm một cái trường này nữa. Một cái mối mối quan hệ, tức là một cái là quan hệ nhiều, một nhiều thì khóa phụ nó luôn nằm ở bảng nhiều. Ok chưa? Nếu mà vẽ sơ đồ thì nó sẽ là sơ đồ này. Một lớp học có nhiều sinh viên và khóa phụ thì nó luôn nằm ở bảng nhiều. Cái này là foreign key là khóa phụ, primary key là khóa chính. PK là viết tắt của từ primary key là khóa chính. Còn foreign key là khóa phụ ha. À, quan hệ nó là quan hệ một nhiều. Ok chưa? Đó, bây giờ nè, tôi sẽ hướng dẫn các bạn tạo hai cái bảng này. Được chưa? Và thêm dữ liệu mẫu cho hai bảng. Ok, theo dõi nha. Rồi, ta tạo cái chuỗi nè, string SQL gắn bằng cái chuỗi này, các bạn đặt sao cũng được. À, nhưng mà đặt cho tôi đúng phương pháp của anh này nha. Đây, create table lớp học. Cái này là mã lớp, tôi để là text, khóa chính để là primary key, tên lớp để text. Rồi sau đấy các bạn dùng cái db.sql. Ok. Đấy, câu lệnh vừa xong chính là câu lệnh tạo bảng lớp học, bảng lớp. Ok. DB ở đây nè. Rồi bây giờ nè, cô sẽ thêm dữ liệu mẫu cho anh này nhá. SQL bằng, thêm dữ liệu là dùng câu lệnh insert into bảng lớp học value. Ví dụ cô để là lớp mình là LT15304. À, tên lớp là lớp mobile 15.3. Rồi 4. Như vậy. Rồi db.sql tiếp. À, cái này SQL. Đó, là xong được câu lệnh thêm một dòng thứ nhất. Bây giờ tôi thêm dòng thứ hai thì tôi chỉ cần copy anh này thôi. Đấy, dòng thứ hai, dòng thứ ba. Ví dụ cái này là ứng dụng phần mềm UD, lớp ứng dụng phần mềm chẳng hạn. Còn cái này là ví dụ web chẳng hạn, WD web chẳng hạn. Đó, cái này là ví dụ như là 153007. Cái này là như vậy. Cái ID nó không được trùng nhau. Đấy, nó phải khác nhau, trùng nhau nó báo lỗi bởi vì nó là khóa chính. Được chưa? Đấy, tạm thời để đây nhá. Cái này nó chưa tạo đâu. Rồi các bạn làm đi nhá. Cái anh lớp học đúng không? Bây giờ các bạn tạo tiếp anh sinh viên nè. Cũng tương tự anh này, các bạn copy xuống cho cô. Đây, cái này các bạn thay bằng cái gì đấy? À, bỏ cái chữ string này đi. Đấy. Ủa? Màn hình hả? À? Được chưa? Thấy chưa? Rồi, mã copy nè. Rồi, cái này thay bằng cái chữ lớp học bằng cái gì ạ? À? Sinh viên. Rồi. À, bây giờ có mã sinh viên nè. Ta có 4 trường đúng không? À, 5 trường, mã sinh viên, tên, là ngày sinh, hình và mã lớp. Rồi nha, đầu tiên nè. Mã lớp thì các bạn có thể để là text, để primary key được. Nhưng mà trong tình huống này cô sẽ đổi các bạn một chút, là cô để cho các bạn là một cái kiểu khác để các bạn làm quen nha. Tức là một cái demo thôi. Cô sẽ để integer và để từ tăng. Khóa chính và để từ tăng. Ta để là auto increment. Auto increment. Được chưa? Là mã sinh viên. Tôi đổi, tôi tiến hành mã sinh viên. Ok. Auto increment. Rồi, cái này là tên sinh viên. Cô enter xuống dòng các bạn nhìn cho dễ nha. Enter nó tự động nó thêm dấu cộng nè. Cái này là nối chuỗi nha các bạn. Cái này là tên sinh viên.
phẩy ngày sinh kiểu đếp, rồi hình kiểu tách nha. À rồi enter xuống dòng nhìn nào. Rồi con mã lớp nè các bạn. Các bạn lưu ý nhá. Cái mã lớp là nếu ở phía trên này các bạn đặt mã lớp kiểu tách thì ở dưới này cái khóa phụ của nó vẫn phải là kiểu tách. Đó. Rồi, để tạo cái foreign key thì các bạn phải tạo cái tham chiếu cho nó. Ta để là cái reference. Tham chiếu tới bảng lớp. Và mã lớp là khóa khóa chính. Mã lớp bên này là khóa phụ của bảng sinh viên, còn mã lớp bên này là khóa chính của bảng lớp. Đấy. Ok. Rồi. Đến cái phần các bạn nhìn nào. Tức là cái mã sinh viên này cô để là auto increment thì các bạn nhập dữ liệu là không nhập cái trường này. Đúng không ạ? Không nhập trường này thì các bạn có hai cách. Một cách là các bạn bỏ luôn trường này đi. Các bạn khi nhập các bạn không khai báo nó. Cách thứ hai là các bạn để cái khi nhập để cái giá trị null cho nó. Thì bây giờ cô sẽ làm cách là không khai báo nó nha. Đây bây giờ insert into nào. Insert into vào bảng sinh viên. Rồi, ở đây nè, ta khai báo những cái trường ta cần nhập thôi thì ta sẽ trừ cái trường này ra. Ví dụ ở đây tôi để là tôi không nhập mã sinh viên mà tôi nhập tên sinh viên thôi. Tôi nhập ngày sinh. Tôi nhập hình. Hình tôi viết hoa hết nha. Không không bắt buộc để tôi đặt cho đúng quy ước thôi, nhìn nó hoa thì hoa hết thôi. Và tôi nhập cái mã lớp. Đó và sau đến cái value. Thấy chưa? Các bạn nhìn thấy là cô nhập 4 trường. Cô trừ cái trường mã sinh viên ra thì cô sẽ khai báo 4 trường ở sau cái tên bảng nhé. Sau tên bảng. À sau tên 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 table bảng. Còn đây value nào. Thì ví dụ như cô để là tên sinh viên là ví dụ như là gì ạ? Ví dụ như Hoài Sơn nào. Đấy. Ngày sinh nào, ví dụ ngày là hai năm 2000 nào. Tháng 1 nào, ngày 12 nào. Hình nào, hình là hình chấm JPG nào. Rồi, đến cái phần mã lớp. Đến cái phần mã lớp các bạn nhìn nhá. Bởi vì là cái mã lớp nó phải tham chiếu tới cái khóa chính của nó. Thì khi các bạn nhập mã lớp thì cái mã nó phải tồn tại ở đây các bạn nhé. Nó phải có rồi, phải tồn tại đây. Nếu các bạn nhập ngoài là lỗi ngay. Hiểu không? Các bạn chỉ có thể nhập được một trong những cái này thôi. Nhập cái khác nó lỗi. Được chưa? Bởi vì cái này gọi là ràng buộc với tham chiếu. Ràng buộc với tham chiếu. Được chưa? Ok. Để không nhập là nó lỗi. Nhập không đúng là nó lỗi. Hoặc các bạn để null thì không sao. Nhưng mà nhập là phải đúng, phải có tồn tại thế này, không có là nó lỗi. Rồi nhập thêm một dòng nữa. Đấy. Cái này cô để là Yến Nhi chẳng hạn. Đấy, hình lớp 04 luôn, ví dụ như vậy. Đấy. Con mã thì nó tự tăng rồi, các bạn không cần quan tâm nữa. Hiểu không ạ? Mã nó tự tăng rồi. Thì đây là kiểu tự tăng ở trong cái Android. Ok. Đấy, các bạn làm tiếp phần này. Rồi. Cô demo tiếp cái phần cái hàm này. Cái hàm on upgrade. Hàm on upgrade này nó chỉ chạy khi nào? Nó chỉ chạy khi nó đổi cái version thôi. Thì khi đổi version thì tôi sẽ xóa sạch, xong tôi sẽ tạo mới. Rồi tôi gọi đến cái câu lệnh là db.sql drop table if exists, nếu tồn tại thì tôi mới drop table là sinh viên. Đó, tôi drop table lớp học. Lớp. Sau đấy tôi gọi đến cái hàm on create để tôi tạo lại cho nó. Cái hàm này các bạn đừng quan tâm nó nhiều quá. À ha, tức là nó chỉ thực thi khi nào các bạn đổi version thôi. Không đổi version thì anh này không được thực thi. Đúng không ạ? Đấy, các bạn làm tiếp cái này cho cô. Cô sẽ chờ cái file này rồi ha. Đã hoàn thành rồi. Thì bước tiếp theo là cô sẽ tạo một cái file để cô kết nối
Database thì làm việc với database. Và cái này cũng gọi là DAO. Nó viết tắt của từ là Data Access Object ha. Bước 3 nè, là cô sẽ tạo file DAO. Tạo file với lớp DAO nè, hay là sinh viên DAO nè. Đó. DAO. Thì cái DAO này là viết tắt của cái Data Access Object đi ha. Rồi ok. Cái này dùng để làm gì? Cái mục đích của cái file này á. Cái mục đích của file này nè. Để tạo các phương thức. Phương thức là CIUD. Xem thêm sửa xóa, đúng không? Đó, thì bây giờ nè, ta sẽ tạo các cái method như sau này các bạn nhìn nhá. Bây giờ là bước 1 nè. Bước 1 tôi sẽ tạo cái package là DAO để tôi tách hai cái ông này ra. Nhìn nó dễ ha. Cái package là DAO đã. Được chưa? Rồi bước 2 là tôi tạo cái lớp DAO nè. New cái Java lớp DAO. À, anh này thì anh chịu mấy cái phương thức các bạn nhá. Tôi gõ ra đây luôn nè. À, public void. Void, ví dụ như là create, là insert ha. Đấy, tạo để đó thôi, không làm gì hết ạ. Public void update nè. Đấy. Rồi public void delete nè. Tạo chơi vậy đó. Chưa làm gì. Nó không có lỗi các bạn thấy không ạ? Khi nào cô cần viết code thì cô mới viết vào thôi. Không viết code thì để đó, public void nó không có bảo lỗi. Ok chưa? À, cô không gọi nó cho nên không có chạy, hiểu không? Viết để đó, để danh đó. Rồi bây giờ tôi viết cái read nha. Public void read all, tức là đọc toàn bộ dữ liệu. Đấy, cái hàm này. Bây giờ tôi cần viết cái hàm này trước, tôi đọc dữ liệu ra. Bởi vì sao? Bởi vì dữ liệu cô đã có sẵn đây rồi. Có sẵn dữ liệu rồi. Bây giờ cô đọc nó ra đã. Tức là để các bạn phải check xem các bạn có kết nối được với database không. Ok chưa? Đấy, thì bây giờ nhá. Đầu tiên là các bạn nhìn là tôi phải sử dụng anh này, DB Helper, đúng không? Tôi sẽ khởi tạo DB Helper, các bạn nhìn nhé. DB Helper Helper. Rồi, đúng ra câu lệnh này nó phải là bằng new DB Helper cơ. Nhưng anh new DB Helper này á, anh có cái đối số không ạ? Có đối số là gì ạ? Thì con chapter nó có đối số là gì ạ? Đối số là con text này các bạn. Đúng rồi. Lại ta quay lại bài toán là DAO này có con text không ạ? Không có con text. Lớp Java bình thường thì không có con text. Bây giờ không có con text thì bắt buộc ta phải là truyền con text cho nó thôi. Đúng không? Khi nãy ta cũng phải truyền con text ở đây. Thì bây giờ tương tự ta cũng phải truyền con text vào thôi. Bởi vì bản thân cái anh Java bình thường nó không có con text ha. À, vậy tôi bắt buộc tôi phải tạo một constructor thôi. Đó là public lớp DAO. À, tôi truyền cái context vào. Đấy. Và tôi đưa cái này vào trong này. À, tôi đưa cái này vào trong này. Đấy, cái này khai báo ngoài để biến toàn cục. Và tôi truyền cái context vào đây. Thấy chưa? Có hiểu không ạ? Tức là con text này tôi sẽ truyền vào, còn khi nào truyền ở đâu thì ta tính sau. Hiểu không? Thì bây giờ tôi cần cái con text đã. Tại sao cần con text? Tại vì trong cái helper này các bạn thấy không? Ở đây cái super nó cần một đối số là con text. Mà bản thân anh này không có con text thì bắt buộc tôi phải truyền vào đây. Đồng ý không ạ? Thì bây giờ anh này mà truyền vào đây anh không có. Truyền vào đây khi tôi gọi lần nữa thì tôi truyền vào thì tôi phải trong cái này tôi gọi tới thì bắt buộc tôi cũng phải truyền con text vào, bởi vì bản thân cái lớp DAO nó không có con text. Tôi phải gọi nhiều lần mà. Hiểu không? Đồng ý chưa? Có hiểu chỗ truyền con text này chưa? Vẫn chưa hiểu hả? Rồi giải thích lần nữa nha. Giải thích một lần nữa về cái việc truyền đối số nha. Đây. Ta quay lại cái DB helper. Thì trong DB helper tôi bắt buộc tôi phải dùng cái super là cái constructor của cha.
mà ông cái con tractor này mục đích của nó để tạo database luôn. Và trong DB helper nó bắt buộc có một cái đối số là context. Context này là tôi là cái biến các bạn, để CT cũng được, cái gì cũng được. Hiểu không ạ? Đây tôi để CT cũng được luôn. Nó không có ke chỗ này, để CT được luôn. Thì cái super này bắt buộc phải một đối số vậy. Thì tôi phải truyền cho nó, không truyền nó lỗi. Đúng không? Mà nếu như các bạn thấy bản thân cái anh này không có, tôi đang ở class helper, class DB helper này bản thân nó không có context. Cho nên là tôi phải gì đấy ạ? Tôi phải truyền nó vào ở ngoài. Ta quay lại cho các bạn cho coi cái bài cũ nha. Đây. Cái bài này dùng cái adapter nó cần truyền context. Mà bản thân anh activity này là context luôn, cho nên tôi để là activity.dit nó là context luôn, tôi không cần phải viết cái hàm để truyền nữa. Tôi lấy thẳng context của nó tôi truyền vào, đúng không? Đúng chưa? Thấy ạ? Tôi lấy thẳng context của nó truyền vào, nhưng trong tình huống này bản thân anh này không có context thì tôi lấy đâu con lấy, không thể tôi lấy db helper.dit được. Tại vì bản thân nó không phải context thì sao chấm được? Nó không phải là context mà. Cho nên tôi sẽ bắt buộc tôi phải viết một cái con tractor. Tôi truyền cái context ở ngoài vào. Đúng không ạ? Rồi nè, tôi truyền ở đâu nè, nhìn này các bạn nè. Tôi truyền ở đâu? Nhìn đấy nha. Rồi cô nghe điện thoại đi. Alo. Dạ. Yeah. Khánh đang đi nhận. Chắc là được rồi đó. Dạ dạ dạ. Ôn nữa hả? Gửi Hoan, Hoan nhắn hả? À, hẳn dành hả? Ok, ok. Ok. Ủa, đóng gửi cho em. Đóng gửi cho em. Đóng gửi cho em. À, ok. Ok, ok, ok. À, rồi, ok. Ok, ok. Rồi bây giờ nhá, các bạn nhìn nào. Ta quay lại cái này thì tôi sẽ truyền từ ngoài vào. Truyền từ ngoài vào thì sao ạ? À, ở đâu gọi thì ta sẽ tính ở đó. Ta tính sau. Ở đây gọi nha, nhìn nào, ở bên này tôi gọi nó. Ở bên này gọi nó thì tôi cũng truyền vào. Tức là có nơi gọi nó sẽ phải truyền vào cho bạn thôi. Hiểu không ạ? Đấy, rồi tí nữa tôi gọi từ anh Đao, tôi sẽ truyền cho anh Đao để anh này sẽ nhận được. Hiểu ý không? Đấy, rồi. Tí nữa tôi quay lại cái này các bạn sẽ hiểu rõ nè. Rồi ok, xong cái phần là tôi dùng helper nè. Tiếp theo nè, tôi sẽ tạo database các bạn nhé. Database thì bên này tạo rồi, nhưng mà ở bên này tôi gọi nó thì tôi phải khởi tạo bằng anh này. Khởi tạo nó. Ta khởi tạo bằng cách nào? Tôi tạo một SQLite database. Tôi đặt cho nó là DB gắn bằng helper. Helper là chính là cái anh DB helper này nè. Đúng không ạ? Cái helper. Thì helper này chấm get readable database. Tức là cái của tôi chỉ đọc thôi, cho nên nó để là readable database. Ok chưa? Rồi. Xong đó tôi sẽ muốn lấy cái dữ liệu từ trong này ra. Muốn lấy dữ liệu từ trong này ra, tôi sẽ phải tạo con trỏ nha các bạn. Tôi tạo một con trỏ cursor. Cursor CS gắn bằng db.drawQuery. À, tôi select sound from bằng lớp. À, không có đối số, không có argument. Được chưa? Đấy. Cái con trỏ. Ok chưa? Tạo con trỏ. Sau đấy tôi đưa con trỏ về vị trí đầu tiên, cs.move to first. À. Vậy tôi giải thích con trỏ nè, nhìn nha. Là giải thích con trỏ nhé. Giải thích con trỏ nè. Đây. Câu lệnh select sound from lớp nó sẽ trả về cho các bạn là 2 cột và 4 dòng. Đúng không ạ? Lấy toàn bộ dữ liệu mà. Nó trả về là 2 cột và 4 dòng. Thì con trỏ của tôi sẽ trả về một cái dạng bảng gồm 2 cột và 4 dòng.
Được chưa? Trả về hai cột và bốn dòng. Được chưa? Nếu như các bạn mà học Java thì cái table trong Java có lệnh select start from ở trong Java ấy. Các bạn đã dùng Java với cái gì? Với file hả? File hay là SQL? File đúng không? Ghi lên file đúng không? Nếu các bạn dùng Java ấy, thì nó sẽ con trỏ, nó sẽ trỏ về cái đi, đương nhiên nó sẽ trỏ về cái vị trí đầu tiên. Nhưng Android không vậy. Android con trỏ không trỏ về cái vị trí đầu tiên. Cho nên các bạn mới phải thêm cái dòng là move to first để chuyển con trỏ về vị trí đầu tiên. Đấy là trong Android. Được chưa? Sau đấy tôi sẽ, nó ở vị trí đầu tiên rồi, sau đấy tôi sẽ phải kiểm tra nó. Tôi sẽ phải kiểm tra xem là cái tôi dùng vòng lặp để tôi duyệt cái danh sách này, duyệt con trỏ này. Tôi kiểm tra xem con trỏ này đã về cuối chưa. Được chưa? Tôi dùng vòng lặp while. Cái dấu chấm than là phủ định nhá. CS is after last. Tôi kiểm tra xem nó đã về cuối chưa. Nếu chưa về cuối thì tôi sẽ đọc dữ liệu. Tôi đọc cột thứ nhất, tôi đọc cột thứ hai. Đọc dữ liệu này các bạn. Là tôi đọc dữ liệu cột thứ nhất, tôi đổ ra cái mã lớp đây là cs.getString cột 0. Đấy, tôi đọc dữ liệu cột thứ nhất. Tôi đọc dữ liệu cột thứ hai, string tên lớp bằng cs.getString đưa column là 1. Đấy. Tôi đọc hết dữ liệu xong, tôi đưa con trỏ next sang vị trí tiếp theo. Được không? Là cs.move to next. Được chưa? Sau khi move to next xong, nó lại quay lại, nó kiểm tra đã về cuối chưa? Chưa về cuối, nó lại đọc tiếp dữ liệu. Đúng không? Đọc hai cột. Đọc hai cột xong, nó lại move to next để nó nhảy tiếp cái dòng tiếp theo. Được chưa? Nhảy tiếp dòng tiếp theo xong, nó lại kiểm tra xem nó đã về cuối chưa? Chưa về cuối, nó lại đọc tiếp dữ liệu. Đúng không ạ? Đọc hai cột này nè. Ok. Đọc hai cột xong, nó lại next tiếp dòng tiếp theo. Đó là cái cách vận hành của con trỏ nhá. Next tiếp dòng tiếp theo, nó lại kiểm tra đã về cuối chưa. Chưa về cuối, nó lại đọc dữ liệu tiếp. Đấy, nó lại next tiếp dòng tiếp theo. Next đến đây thì chắc chắn là về cuối rồi đúng không? Nó về cuối rồi thì cái này trả về phone xong, nó sẽ thoát ra khỏi vòng lặp và các bạn đóng cái con trỏ lại. Close. Được chưa? Rồi. Nghe nè. Vậy cái dữ liệu mỗi lần nó next 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 để đâu ạ? Tôi add nó vào đâu? Theo các bạn nên add vào đâu ạ? Add vào relist, chính xác. Đây, coi lại bài toán ở relist nè. Có phải là ta dùng một relist ta chứa nó không? Đúng không? Đây, bây giờ nè, ta tạo cái relist để chứa nó nhá. Đây, tôi tạo một cái relist nè. Relist để chứa nó nè. À, và relist kiểu là gì các bạn? Kiểu là gì ạ? Kiểu lớp học, đúng rồi. Mà ta đã có lớp học chưa? Chưa có. Có chưa? Chưa có. À, cái này tôi để là data. Vậy là chưa có lớp học các bạn nhá. New relist. À, vậy là chưa có lớp học. Vậy ta sẽ tạo lớp học. Thì cách tạo lớp học giống như cách tạo sinh viên lần trước cô đã hướng dẫn. Đúng chưa? Giống như cô hướng dẫn lần hôm bữa. Được chưa? Cách tạo lớp học giống như hôm bữa. Bây giờ cô click vào. À, nhưng mà cô tạo cho nó một cái package để riêng nó. Tôi đặt là model. Tôi tạo một cái gọi là lớp học. Lớp học. Ok, ở đây tôi tạo hai trường thôi. Private gì ạ? String mã. Mã lớp private. String tên lớp. Sau đấy có tạo constructor. Các bạn chỉ cần việc làm gì ạ? Generate thôi. Constructor hai đối số. Generate constructor không đối số. Thực ra không đổi số, cô làm để làm thêm thôi, chứ thực ra là cô không cần dùng tới luôn. Đấy, generate getter setter.
Xong chưa? Cực kỳ đơn giản đúng không? Cái này là buổi trước đã chỉ rồi. Ok chưa? Rồi bây giờ cô đóng thôi, cô mở anh này nào, cô control cách để cô import nó vào. Hết lỗi chưa? Hết lỗi nhá. Rồi bây giờ nè. Bây giờ mỗi lần tôi sẽ add vào danh sách thôi. Đây, data chấm add thôi các bạn. New lớp học. Đưa cái mã lớp vào, đưa cái tên lớp vào. Xong chưa? Giống cái bài hôm bữa không? Hôm bữa nào, hôm bữa cô Tào nè. Có phải là cái sinh viên không? Sinh viên activity có phải là cô sẽ new sinh viên đúng không? Cái này là cái dữ liệu fix cứng. Còn ở đây tôi dữ liệu của cô ở đây là cô lấy từ database xuống. Ôi 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 ôi. Ơi ơi. Nói ông kia nghe nhàng. Bịt tai xong nghe. Đừng nói cô là về nhà ấy nha, về nhà có cài view nha. Ở đây học trước đi nhá. Ừ. Tôi giảng này các bạn không hiểu các bạn có thể hỏi liền nè. Được chưa? Xong nhá. Rồi. Khi add được vào data rồi, ta return cái gì ạ? Trả về cái danh sách. À, trả về danh sách ở đây có thay bằng cái gì ạ? Thay cái void này bằng gì? Array chính xác. Xong chưa? Rất đơn giản đúng không? Ừ. Cứ làm theo từng bước đi là làm được các bạn. Cứ coi clip làm từng bước rồi. Bây giờ đến cái phần bước tiếp theo nào. Tại vì nó hết giờ rồi, tôi phải demo liền. Đây. Bước tiếp theo nha. Cô sẽ lấy dữ liệu này đổ lên cái clip view đúng không? Đúng không? À, bây giờ ta phải vào activity các bạn nhá. Đây. Cái anh này mới có context nè. Đúng không? Đây bây giờ ta quay lại nè. Tôi sẽ so sánh hai chỗ tôi làm hôm bữa nè. Thứ nhất là các bạn phải có một cái list view. Nhưng mà do thời gian không cho phép cho nên tôi không làm list view. Hoặc là cùng lắm là tôi phải copy cái list view cũ sang ở đây. Chứ cô không giảng, bữa sau cô sẽ giảng lại. Nhưng mà chỗ này tôi sẽ không làm list view. Hiểu không? Hoặc là cùng lắm là làm list view đơn giản thôi. Đúng không ạ? Nhưng mà thôi tôi sẽ làm con select để bữa sau tôi demo list view luôn. Các bạn khỏi bị loáng. Rồi. Ở đây tôi sẽ phải tạo một cái array list để tôi lấy data này các bạn, đồng ý không? Nhá, đây tôi copy này các bạn nè, Ctrl C nè. Tạo một array list để tôi lấy data nè. Và đây không phải là sinh viên mà đây là gì đấy hả? Lớp học, đúng rồi, chính xác. Ủa sao long đấy? Lớp học. Lớp học, ok. Rồi bước tiếp theo nè. Tôi sẽ tạo cái data, tôi sẽ add dữ liệu vào cái biến data mới này nha. Như thế nào nha? Các bạn nhìn nào. Thứ nhất là tôi phải kết nối với cái DAO. Kết nối với cái DAO để tôi mới lấy dữ liệu từ đây. Tôi mới sử dụng được cái hàm để lấy dữ liệu đúng không? Tôi phải kết nối với cái DAO nha. Đây ta sẽ có nào. À lớp DAO. À DAO, đúng rồi. Ok chưa? Xong đấy tôi phải new để tôi tạo constructor cho nó nè. Hiện tại là nó đang cần một cái constructor, một cái DB helper context đúng không? Đấy thì tôi sẽ có là DAO bằng gì đấy ạ? Đúng rồi. DAO bằng new lớp DAO. Ok chưa? Đưa context vào thì đưa main activity.dist đúng không? Ok chưa? Rồi bây giờ là ta có data bằng nè. À DAO.readOn. Thấy chưa? Là đã đổ dữ liệu vào xong rồi đấy. Tức là trước đây chúng ta làm là chúng ta add dữ liệu là add dữ liệu gì đấy ạ? Add dữ liệu tĩnh đúng không? Bây giờ tôi hoàn toàn tôi lấy từ database xuống đúng không ạ? Lại code nó ngắn gọn hơn. Đúng chưa? Rồi bây giờ nè, làm sao tôi biết được là tôi đã lấy được dữ liệu ra? Thì bây giờ nè, tôi dùng vòng lặp while để tôi duyệt nè. Muốn là while hay là for nhá. Cái nào cũng được. For int y gắn bằng 0. For x cũng được. For x cũng được luôn. Nhưng mà thôi tôi làm cái này đi ha. Y gắn bằng 0. Y nhỏ hơn data chấm size. Len, len là array. Mảng thì là len. Còn array list là size nhá. Ok. Y cộng. Cộng. Rồi. Ở đây tôi xuất ra là log chấm gì á? Ý, ông coi tôi up trước rồi hả? Wow. Ông này ông siêu dễ sợ. Ông mò ra luôn trời. Rồi,
Cái này cái tag của nó có để là data này. Rồi cái này tôi lốc ra cái anh gì ạ? À, data.get nè. Y nè. Chấm à, tôi lấy mã lớp hoặc tên lớp nha, tôi lấy mã lớp nè. Muốn lấy tên lớp thì tôi còng chuỗi thôi. Còng chuỗi nè. Phẩy đây nè. Tôi còng đây tên lớp nè. data.get tên lớp đúng không? Get tên lớp. Rồi lốc anh này lại rồi chạy nhá. Đấy lốc anh này lại rồi bữa sau cái này cô sẽ đổ lên cái list view ha. Tại vì nó hết thời gian chứ không cô sẽ làm list view cho các bạn luôn, nhưng mà để bữa sau tôi ghi lại cái list view rồi các bạn hoàn toàn các bạn về nhà các bạn làm. Nếu các bạn làm được lên tôi cộng điểm luôn. Về chỉ cần thay thôi các bạn. Thay cái này được là cái bài hôm trước các bạn làm rồi, chỉ cần thay cái data này bằng cái DAO là được rồi. Là xong. Thật ra không cần phải làm thêm cái gì luôn á. Nếu các bạn làm cái này rồi, cái custom list view của cô rồi, custom list view này mà làm rồi thì các bạn chỉ cần thay cái này thôi. Hiểu không? Đó, chỉ cần thay vậy thôi là được. Ok chưa? Rồi chờ xíu nha. Rồi được rồi đó. Rồi ta coi nè. Ok. Rồi không lỗi nha. Giờ ta coi dữ liệu nè. Run nè. Đây nè. Lớp này nè phải lớp mobile nè. Lớp này nè ứng dụng đúng không? Đúng dữ liệu trong kia không? Rồi một cái nữa nè. Cái lớp khác cô chưa kịp chỉ luôn. Tại vì không kịp thời gian. Đây nè. Bây giờ cái dữ liệu nằm ở đâu? Nha nhìn nè. Bây giờ các bạn quan trọng nhất các bạn nói, các bạn sẽ đặt câu hỏi là bây giờ cái database đấy nó nằm ở đâu? Nó nằm ở đây này các bạn. Cái này là bữa nào phải hỏi phải biết trả lời nha. Các bạn thấy bên phải nè, thấy có chữ device không? Thấy không ạ? Bên tay phải ở góc dưới cùng nè, các bạn click vào cái này. Thấy chưa? Mở cái này ra cho cô. Click vào đây. Các bạn chọn vào data nè. Các bạn chọn data nè. Rồi ta kiếm cái packet của ta là com.xm.lt15304 nè. Đây, cô kiếm cái packet của mình nha. Kéo xuống nè. com.xm1503.04 SQLite thấy chưa? Mở ra nè. Thấy chữ database không ạ? Database nè. Thấy chữ lt.db chưa? Đó, bây giờ để biết dữ liệu có hay không nha, các bạn click chuột phải. Các bạn save as, lưu nó về ổ D. Rồi tôi lưu vào ổ D đi ha. Ok. Rồi xong, tôi lưu về nhá. Đấy, có dữ liệu có rồi. Bây giờ tôi mở ra nè, tôi sẽ mở là SQLite Expert. Đây. Ok, tôi mở ra nè. Xem có dữ liệu chưa ha. Cái này là nhiều bạn làm dữ liệu xong không biết đặt thêm vào được hay chưa các bạn. Đó, mình mở ra mình coi xem được chưa. Cái này là để test cái dữ liệu của mình. Rồi các bạn vào file, các bạn open database. Đấy. Xong các bạn vào ổ D, các bạn nhìn thấy phía dưới nè. Thấy LT15304 chưa? Mở ra nè. Đó. Rồi các bạn có một cái bảng lớp học và một bảng sinh viên có dữ liệu này, thấy chưa các bạn? Thấy chưa? Sinh viên là có dữ liệu luôn nè, hai bạn sinh viên nè. Có dữ liệu nè. Hiểu không ạ? Cái này là ta check xem dữ liệu có đúng có không. Tại vì các bạn làm khơi khơi trong đấy, như bạn lớn là cô em chạy không được, cô em không load ra thì mình phải đào xuống mình xem database mình đúng chưa. Ok chưa? Đấy à, về chịu khó coi khúc này nha, nó quan trọng lắm. Đấy. Thậm chí là các bạn có thể test được câu lệnh truy vấn của mình, insert, update, delete ở đây luôn ha, kiểm tra được luôn. Ok chưa? Rồi. Rồi tắt nha. Ok. Xong nhá, đã xong cái phần thứ nhất nha.